Con rất kính mong thầy giải đáp uất ức trong lòng mẹ. Đó là ba con. Đời này ba giúp nhiều người sống hiền lành nhưng vẫn bị ung thư ác tính giai đoạn cuối. Mẹ không rõ vì sao ba lại bị như vậy. Ý nói giống như là mình trách đó. Tại sao mình sống tốt quá mà giờ mình bị bệnh? Thưa đại chúng, cái này nó không liên hệ gì. Bây giờ quý vị cứ quán vậy nè. Trong cuộc đời này có người nào mà không có một vấn đề để chết không? Phải có bệnh mới chết, phải có vấn đề gì mới chết được chứ. Và Pháp Hòa thường hay nói đùa đó, trên đời này không có gì chắc hết, chỉ có chết là chắc. Cho nên mỗi lần mình đụng chuyện mình nói chắc chết. Và mình đừng có lo là chắc chết, bởi vì chết chắc. Có nhiều khi Pháp Hòa đem cái chén cơm tới cho một bác, nói trời trời ơi tội chết thầy ơi. Pháp Hòa thấy thì đằng nào cũng phải có chuyện để chết. Mình hay nói tội chết, tổn phước chết, à, gì cũng chết á, phải không? Trời ơi tức chết, vui chết, thì có phải có lý do để chết. Và thưa đại chúng rằng á, một khi mình có thân thì mình phải thọ một cái thứ hai, một cái sau của cái thân này là gì? Đó là bệnh tật. Pháp Hòa ví dụ đi, bây giờ người đó không bệnh ung thư chết, hay là người đó không trúng gió chết, hoặc là người đó trúng gió mà không chết, nằm liệt giường liệt chiếu. Rồi mình nói là sao? Tu hành mà tại sao tôi làm tốt quá mà tôi bị như vậy? Trên cuộc đời này á, mình phải có một vấn đề gì nó xảy đến, mình mới có thể đi chết. Cho nên buồn trách thì cái đó là chuyện bình thường trong cuộc sống. Khi chúng ta thấy chúng ta sống quá tốt mà tại sao chúng ta gặp cảnh khổ. Nhưng mà nếu chúng ta quán sâu nữa thì chúng ta thấy rằng, ủa, cuộc đời này ngay cả thầy tu cũng chết mà. Mà thầy tu từ nhỏ tới lớn và thầy giúp bao nhiêu người, cuối cùng á, là thầy cũng chết. Và thầy nhiều khi thầy cũng chết do những cái bệnh tật hiểm nghèo, và thậm chí thầy bị tai nạn thì chết. Xin thưa đại chúng là quý vị thỉnh thoảng cũng nghe, như vừa rồi đầu năm có một sư cô bị chết chìm, một thầy vừa rồi ở bên Âu Châu cũng bị chết đuối, rồi ni sư Trí Hải trên đường đi từ thiện về bị tai nạn xe, mà đâu phải một mình sư mất đâu, bốn người đệ tử mất theo. Thì Pháp Hòa thưa như vậy, rõ bên Mỹ mình cách đây mười mấy 20 năm có Hòa Thượng Duy Lực, ngài cũng bị tai nạn xe, ngài mất. Thì không lẽ bây giờ mình nói là các vị không tu, phải không? Thành tử ra mình trách thì cũng thông cảm thôi. Nhưng mà Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng biết rằng cuộc đời này chúng ta có mặt ở đây, những gì chúng ta thiện lành trong đời này đó là mới đời này thôi. Còn những cái quá khứ mình không biết. Và có thể những cái quá khứ mình đã tạo những cái gì đó mà mình đời này mình phải gặp. Và còn nếu nói hiện thực hơn, không có một cái gì ở đây mà tự động nó hết. Ví dụ như cái nhà nó tự động nó sập đó, như cái chùa ở bên Mỹ có một cái chùa nửa đêm nó sập, không lẽ nó nói Phật không linh, thấy không? Thì bây giờ cái nhà cất không có kỹ, hoặc là những cái vật dụng trong đó, những cột kèo trong đó, tới lúc nó rã nó rượu thì nó phải collapse thôi, nó phải tiêu hủy thôi. Đó là chuyện bình thường. Có thân là phải có khổ. Mà chưa nói là nó hoại. Nếu mình quán cái pháp đó là tất cả các pháp nó đang hoại dần chứ đâu phải đợi một lúc mà nó hoại đâu. Quý vị biết là mình có phải già mỗi giây phút không? Đâu phải mình hết năm mình mới già đâu. Mình già trong từng giây từng phút. Già mỗi ngày, rồi đến hết 365 ngày cái mình kêu là ăn tuổi. Bây giờ ví dụ như mai mốt thế giới thống nhất với nhau là 500 ngày mới kêu một năm, ví dụ vậy đi, thì mình đợi hết 500 ngày cái mình kêu tôi một tuổi đó. Thật ra đâu có quy định gì đâu, đâu có ai quy định mấy trăm ngày mới gọi là năm. Hiện tại bây giờ cả cái quả đất này ta thống nhất là vậy, thì mình đã đồng ý là vậy thôi. Cho nên mình phải đi theo cái bình thường của cuộc sống như vậy.
Con có một em gái và một em trai. Con rất thương yêu em con, nhưng em con từ nhỏ đến giờ luôn hổn và ghét con. Con phải làm gì để cho tâm con tịnh và không phiền não khi nghĩ tới tụi nó? Chà, chiều nay mình hỏi toàn là ghét bỏ vậy. Thưa đại chúng á, thí dụ như là mình nghĩ là mình thương người đó, mà tại sao người đó ghét mình? Thì bây giờ mình nhìn lại cái cách thương của mình. Nhiều khi cái cách thương mình như thế nào, cách mình đối xử như thế nào mà mình được mệnh danh là thương, nhưng mà người đó không được nhận cái đó là thương, mà người đó nhận là ghét. Không, và ví dụ như mình bắt con mình đi ngủ sớm, bắt nó ăn, nhưng mà lúc nó nhỏ nó bây giờ nó nghĩ cái đó là thương hết á. Thấy không? Nó nghĩ là mình khó khăn với nó. Nhưng khi nó lớn lên nó mới cảm nhận được điều đó. Nhưng mà người mẹ có bao giờ vì người con nghĩ như vậy mà ghét người con không? Không. Thật ra bây giờ nè, vị Phật tử này, nếu mình chỉ biết thương em mình thôi và không nghĩ gì nữa hết thì khỏi sẽ đau khổ, dù người em đó có thương. Tại vì mình expect, mình thương em mình thì em mình phải thương mình lại. Là chính mình muốn cái return đó, cho nên mình khổ. Còn bây giờ mình thương là đủ rồi, đâu cần gì nữa đâu. Nhưng mẹ thương con là được rồi. Có bao giờ mẹ tính sổ với mình không? Không. Mẹ không bao giờ, không có một người mẹ nào mà có cuốn sổ từ nhỏ tới lớn nó uống 500 bình sữa, xài 300 ký tả, không có. Không có người mẹ nào tính mình vậy. Tại vì tình thương là một sự dư để mà cho ra. Thì ở đây chị cũng vậy đi, chị tập tình thương của Bồ Tát đi, cho ra thôi mà không có thu vô. Mà trong 10 điều tâm niệm nè, mình giúp người đừng mong cầu báo, vì cầu báo là có ý, có cái mưu đồ, có cái muốn trở lại. Thế nên bây giờ mình hỏi lại mình có thương thiệt chưa? Dạ con thương thiệt là no request. Không cần người đó phải return, mà có return là mình có đổi chác. Có bao giờ Phật đòi hỏi mình gì không? Không. Bữa nào mình có chuyện nhiều thì mình cúng nải chuối, mình khấn cây nhang. Còn bình thường không có thì mình đi chùa mình lạy thôi. Thấy không? Mình tụng thời kinh có 15 phút thôi mà mình khấn tới 30 phút lận. Mình xin Phật tới 30 phút lận. Mình tụng có 3, mình tụng có 15 phút à. Và thậm chí mình gọn gãy một câu, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Phải không? Thành thử ra mình thương là được rồi. Còn người kia đối với mình như thế nào, đó là mình, nếu mình đã không quan tâm chuyện đó nữa thì đừng có bận lòng, cứ thương thôi. Con chúc thầy được nhiều an lành. Nếu con đi chùa mà thấy sư không đúng, à sự không đúng của thầy thì con phải làm sao? Con có nên đến chùa nữa không? Khi mình đến chùa là mình đến chùa mình học cái hay, ngay cả cái dở cũng học. Học cái gì biết không? Học cái vĩnh viễn không làm giống. Cho nên nếu mình biết đem cái tâm của người đi chùa thì không có chuyện gì mà mình trở ngại hết. Người dở mình cũng học nữa. Học đừng cái đừng có làm. Ngày xưa Khổng Tử dạy, con thấy người ta làm lành, con học điều lành của người đã đành. Con thấy người ta làm dở, con vẫn phải học. Học cái đừng bao giờ làm giống như vậy. Quý vị nhớ kinh Tư Lượng không? Kinh Tư Lượng là kinh, tư là tư duy, lượng là so sánh. Bây giờ mình dịch cái kinh đó là kinh soi gương. Nếu mình thấy một người mà không dễ thương, không làm được những điều đó mà mình không thích người đó, thì mình tự nói với mình sẽ không repeat và làm y như vậy. Và quý vị nhớ là chùa như một cái bệnh viện, và rất nhiều bệnh nhân vô trong cái bệnh viện này, và mỗi người bệnh mỗi kiểu, mỗi người bệnh mỗi kiểu. Và trong này cũng có y tá, cũng có bác sĩ, và thậm chí bác sĩ cũng bệnh như là người bệnh. Thành thử ra tất cả chúng ta đều ở trong này đều là những người đang chữa bệnh hết.
Thì bây giờ á, mình đi chùa thì mình nhớ là Pháp Hòa hồi nãy có định nghĩa chữ chùa đó. Chùa là nơi xa cái ác, gần cái thiện. Thì cái gì mà xấu, không đúng, mình đã biết không đúng là tại sao mình phải quan tâm. Mà hơn nữa, mục đích ngay từ đầu mình đi chùa đâu phải đi tìm cái người đó để mình làm gì đâu. Mà đa phần là hỏi đi chùa chi, đi chùa tu công quả. Ủa sao chị đi về vậy? Tôi bực cái bà đó tôi về. Nó trật lất à. Đi chùa gì cái chuyện khác, mà lát về gì chuyện khác. Làm sao để học tha thứ cho người khác khi người ta làm sai? Những việc nhỏ nhất như là chồng quên rửa chén hoài. Mà các vị đức lưng quần nghe cho kỹ nha. Bữa nay bị thưa lên tới chùa rồi đó. Các ông mà có thương em mà đừng để em giải quyết mấy vụ này hoài đó. Làm ơn về rửa chén giùm em đi. Riết rồi, em biết em là thầy chùa, thầy pháp là. Có một lần cái cô Phật tử cô viết tờ giấy của nó, thầy ơi con là đang làm bảo lãnh, giấy tờ bảo lãnh con của con mà nó rớt hoài à, thầy coi có ngày nào được cho nó nộp đơn không. Bảo qua nó, trời ơi cái đó của thầy pháp, còn em là thầy chùa. Nhiều khi bí quá hỏi đại ông thầy cũng cần biết, hỏi ông thầy nào. Cái đứa học trò mà nó làm toán nó cộng 1 bằng 2. Rồi cái đứa kia nó nói 1 cộng 1 bằng 3. Rồi cái đứa làm trúng nó dặn gân lên nó cãi. Rồi cuối cùng nó đem lên ông thầy xử. Ông thầy biểu cái đứa làm trúng nằm xuống ông đánh thêm trận. Nó tức cái mình, nó con làm trúng mà sao thầy đánh con. Nó nói thầy không đánh gì hết, đánh cái tội ngu. Biết trúng mà cũng cãi với thằng trật. Thế đại chúng, là thật sự ra cuộc sống của chúng ta đó, tại vì chúng ta có một cái khung để chúng ta đóng vào mỗi việc, mà hễ ai trật cái khung đó là mình bụp liền. Quý vị có nhớ một câu chuyện cổ tích ngày xưa, có một toán cướp, nó có một cái giường nó để giữa đường, ai đi ngang á nó bắt lên nằm giường nó hết, người nào mà ngắn ngủn nó kéo chân ra bằng, người nào dài nó chặt bớt. Thì cái câu chuyện cổ đó đó, kể xong rồi thì người ta mới hỏi, thế thì chúng ta có giống tên cướp đó không? Mỗi người chúng ta đều có một cái giường hết á, bắt người khác lên nằm, họ ngắn ngủn thì kéo họ dài thòn cho bằng, người nào dài quá chặt bụp. Nghĩa là mình đều có một cái giường để đo mọi người hết. Sở dĩ chúng ta phiền não là tại chúng ta cứ bắt người ta đúng cái khuôn của mình. Mà thưa đại chúng, cuộc đời này mà ai cũng y rập là no fun. Phải không? Nhờ ổng không rửa chén cái mình có hai ông Phật để mình rửa. Những việc nhỏ như chồng quên rửa chén. Bây giờ nếu mà lỡ mà phải rửa chén của chồng, mình nói vậy nè: rửa chén vui ai ơi, vừa rửa ta vừa cười, chén dơ rồi chén sạch, ta rửa bát ngàn đời. Đó là bài kinh rửa chén. Nói như vậy không phải bà binh mấy ông nha, nhưng mà tại vì nếu mà bây giờ, không lẽ bây giờ sau khi rửa chén là gia đình mình xào xáo. Thôi thì bây giờ quan trọng nữa là cái cách mình nói. Anh ơi anh, sao anh không rửa chén giùm em? Ổng nghe ông cũng, mình xót quá ông cũng nhột. Chà nội, có hai cái chén cũng rửa nữa. Hai cái nó khác liền à. Ổng sẽ nói, trời ơi bữa nay tôi lên chức, vừa làm cha vừa là ông nội, thôi khỏi rửa. Pháp Hòa có một cô Phật tử của người Hoa, mỗi lần mình nói gì cũng đồng ý, cô nói thôi đi cho nội. Thế thì mấy Phật tử mới nói, trời ơi sao mà bà kêu thầy kỳ cục vậy, không muốn hả, ông nội lớn hơn ba tôi rồi.
Rồi lúc đó mình đó nín chấm cơm luôn. Thật ra đôi khi trong cuộc sống á, thật ra thì nhiều việc nó cũng nhẹ nhàng thôi. Cái mình quan trọng quá một vấn đề cái nó thành ra quan trọng. Phó Hòa thưa đại chúng như nè, nếu ở trong chùa mà các thầy muốn xử đó, một ngày có một tuần lễ cuối tuần hai ngày Phật tử vô công quả là đều có hai ngày để có chuyện để xử. Tại vì sao? Không có người nào mà giống người nào. Rồi bây giờ người nào lên mét cũng xử sao? Ai lên nói dạ dạ mô Phật để thầy tính. Dạ 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 mô Phật để thầy tính. Dạ dạ mô Phật thưa cô Quan Hỷ thì để thầy lo. Nhưng mà thiệt sự thầy có lo mà lo không có nói. Tại vì thầy biết thầy nói xong thầy lo hơn. Khi việc gì mình cũng mang ra nó thành vấn đề là vấn đề nó lớn. Có nhiều khi mình phải nghĩ là mình đang hạnh phúc, mình được làm một gì đó cho người thân của mình. Quý vị biết là nhiều lúc đó, Phó Hòa cũng phải đi chùa nhà cầu, Phó Hòa cũng phải đi lượm dép. Phật tử cuối tuần về là bỏ dép tứ tung hết. Phó Hòa cũng phải đi lượm từng đôi dép để lên kệ. Cuối tuần là lên Tây Thiên hốt rác theo Tây Thiên, về Trúc Lâm làm theo Trúc Lâm. Mà toàn là ai? Toàn là tử đệ của mình không? Không lẽ mình vừa đi chùa cầu mình tụng nó, mà nó cũng có nghe đâu. Mà rốt cuộc mình tụng mình nghe, mà tụng xong tay cũng phải làm và mỏi cái miệng nữa. Thôi giờ thà mỏi tay khỏi mỏi miệng. Thì thưa đại chúng là trong cuộc sống á, người mà thấy việc làm á, muốn làm á, thì không có lúc nào không có việc để làm. Người không muốn làm rồi á, rác trước mặt cũng không thấy có việc để làm. Thật sự là cái quan trọng là cái nhẹ nhàng của mình. Mình cứ làm riết rồi thế nào mà nói vậy rồi mình hết hơi sao? Không, thôi cũng tốt, hết hơi sớm thì cũng khỏi hết hơi trễ. Từ việc lớn tới việc nhỏ, ngay cả co-worker, những người làm chung với mình. Bây giờ công việc đó là công việc chung, mình cứ làm hết sức của mình thôi chứ không bao giờ mình hết việc. Thí dụ mình hết ngày việc tới đó là ngưng. Phó Hòa thường hay suy nghĩ vậy nè, bây giờ cái công việc này là việc chung, mà bây giờ có người làm tới ngang đó người ta nghỉ vì hết ngày hết giờ hoặc là ta mệt rồi, rồi mình cứ bắt người ta làm thêm thì mình cũng phải biết rằng nếu người ta làm thêm là ta kiệt sức là ngày mai không làm nữa. Thà là ta ngừng tới đây mà ngày mai ta làm được thêm ngày, mình ráng thêm tiếng mà ta mệt là mai ta nghỉ một tuần. Thì trong cuộc sống mình làm việc chung trong một cái công ty cũng vậy, ai vô đây cũng làm việc cho chủ hết á. Bây giờ người kia làm biến ta không làm thì mình cứ làm trong cái khả năng của mình, hết giờ mình cũng cứ về. Mai việc đó tới tiếp thì mọi người đều có trách nhiệm để làm. Mỗi ngày mình cứ gom mấy cái phiền não nhỏ nhỏ đó riết á, mình trở thành một người câu có quạo quọ ngay lúc nào mình không biết. Đó. Cho nên cái quan trọng là chúng ta phải thấy được cái sự tu tập đó, tìm an lạc trong giáo pháp của Như Lai. Chữ Như là gì? Như là như vậy. Lai là thay đổi. Cuộc đời cứ thay đổi, con người thay đổi, mọi thứ xung quanh mình thay đổi, mà quan trọng là tâm mình không có đổi thay. Bây giờ quý vị nhìn coi, sáng nắng chiều mưa mà nếu tâm mình nó sáng mưa chiều nắng là tự nhiên ta, thời tiết người ta không nói nghe, mà mình đã đổi thay là người ta lên án mình liền. Không có ai mà ra đứng giữa đường, nó vô duyên lắm nha. Tự nhiên sáng nắng chiều mưa mà mình mà đổi thay là nói mình liền. Thật ra mình phải giữ sao? Giữ cái tâm mình như cuộc đời cứ lại. Cuộc đời này mình đến như vậy, mình sẽ đi như vậy. Mình đến không có gì, rồi mình đi cũng sẽ không có gì. Không bao giờ mình đến. Đức Phật cũng thế, ngài đến như vậy và ngài đi như vậy, cho nên mình gọi ngài là Như Lai. Ngài đến cuộc đời này, ngài cũng sanh giống bình thường thì ngài cũng chết bình thường, cho nên ngài rất bình thường. Còn ví dụ như mình đến bình thường, mình đi không bình thường, mình nghĩ là mình ôm cái gì, mình nắm cái gì, không có. Không có gì, thậm chí tiền của mình để lại, người ta cũng lấy cái đó, người ta mua đồ giả, người ta gửi vô. Mình để 100 lại, người ta đi lấy 100, người ta ra chợ, người ta mua một sắp giấy tiền giả đó, người ta để vô.
để đồ thiệt mà ta cuối cùng ta cũng đưa đồ giả cho mình đi. Có cái ông đó, ông để một số tiền mặt là ông dặn với bà vợ nghe, khi tôi chết bà nhớ chôn theo nghe. Cái bữa đó liệm đó, cái bà cũng tới bà khóc, bà nói anh, em đã làm đúng tâm nguyện của anh, là những gì của anh em đưa hết cho anh, em không có giữ. Nhưng em suy nghĩ rồi, anh cầm chi nhiều nó nặng, thôi em ký cái check cho nó gọn em rồi. Ký kiểu đó, ký 10 check cũng được không? Con chỉ hỏi tại sao Đức Phật chỉ là người thường như mình tu thành đạo, vậy tại sao mình lại xin phước Đức Phật phù hộ từ những vị Phật Bồ Tát bằng cách đọc chú và cầu xin? Thấy không? Thì Đức, đúng như vậy, Đức Phật rất là bình thường. Nhưng mà thưa đại chúng, là tại sao mình ở trước Phật mình tụng, mình xin này xin kia? Thật ra mình nói đó không phải là mình xin cái tượng đó, nhưng mà bức tượng đó là một biểu tượng cho mình đưa tâm mình hướng thượng. Phóng vào ví dụ, bây giờ mình đứng trước Phật mình tụng: con nguyện được sống đời rộng rãi, con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh, để theo Ngài trên bước đường lành, chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ. Mình nói cho ai? Mình tự phát nguyện cho chính mình mà, con nguyện làm điều đó. Nhưng bây giờ nếu mình đứng không mình nói vậy, mình không có cảm. Giờ mình đứng trước Phật, lấy biểu tượng là tượng Phật, và tượng Phật là biểu tượng giúp cho mình đưa cái tâm mình hướng thượng. Mình nói với Phật như là mình bộc bạch với Phật, nhưng mà thật sự đó là một sự hướng tâm. Phong vào ví dụ như á, ngày mẹ mình sinh nhật, ba mình sinh nhật, mình đi mua một cái cạc, mình về mình viết những lời thương yêu. Như vậy trong lúc đó ai làm cái biểu tượng để mình nghĩ ra được tất cả những tình thương, lời lẽ hay để mình viết? Ai? Cha hay là mẹ? Hình như nếu cha là một đối tượng chủ của cái cạc đó, thì tất cả những hình ảnh đẹp gì của người cha mà mình muốn nói và mình hứa với ba, mình thương ba, mình viết ra, ba lúc đó là biểu, là cái đối tượng để tâm mình phát khởi những cái hình ảnh đẹp. Đức Phật cũng vậy. Cho nên nói là xin Phật, chứ thật sự ra mình nói lên một lời ước nguyện của chính mình và mình phát nguyện mình làm. Và thưa đại chúng, con xin nguyện thành tâm sám hối tất cả nghiệp chướng của con, nguyện cho con nghiệp chướng tiêu trừ. Con xin nguyện sám hối mà. Vậy thì Phật là biểu tượng chứng để mình nói lên con xin nguyện sám hối. Thì mai mốt ra người ta làm gì sai, thôi tôi sám hối rồi, tôi muốn làm điều đó nữa. Phật phù hộ chưa? Phù hộ rồi. Phật phù hộ bằng cách là Ngài cho mình, Ngài ngồi đó, Ngài làm biểu tượng cho mình, cho nên không có sai. Nhưng mà Pháp Hòa giải thích sâu để đại chúng thấy rằng tại sao chúng ta phải đứng trước Phật làm điều đó. Phật đâu có ăn trái cây mình cúng đâu, nhưng mà mình đem lên mình cúng đó là gì? Đó là một biểu tượng. Và mình đem trái cây đây là, đây là những kết quả của con làm được. Trái là quả mà, và cái quả mình đôn cho cao lên. Và khi mình cúng như vậy là mình đang biểu tượng rằng con nguyện nhắc nhở con cái đạo lý của nhân quả, có làm đúng là quả nó sẽ đúng, trồng ớt ra ớt, trồng cam ra cam. Cho nên chữ cúng Phật đó nghĩa là mình cung dưỡng trở lại cho chính mình. Thật sự ra mình đem cái gì mình cúng bằng Phật, cuối cùng là cúng mình hết à. Đem nải chuối xanh dờn lên cúng vậy chứ chín xuống là cúng cho mình. Đem trái sầu riêng lên để nó cúng Phật chứ, chứ Phật chưa kịp mổ trái sầu riêng là mình đem xuống mình mổ mình ăn rồi. Thành nó biểu tượng thôi. Cho nên Phật chỉ là người thường, Phật không ban gì được cho mình, nhưng mà Phật là biểu tượng để mình đưa tâm hướng thượng. Mà khi mình tích phước, mình tạo thiện, thì tự nhiên cái thiện, cái phước đó nó là cái quả, nó chuyển nghiệp cho mình. Ví dụ như quý vị làm thiện, làm xong việc thiện là tự quả thiện nó đến, chẳng cần phải nói gì hết á. Nhưng mà tại sao khi mình làm cái gì xong mình hồi hướng cho người thân? Vì cái hồi, cái giây phút mình hồi hướng đó là trước khi hướng là mình đã hồi rồi. Hồi là quay trở lại nè.
Mình declare lên, con nguyện bố thí hôm nay để hồi hướng cho người đó. Hồi lại mình nè, hồi là cái việc mình làm là bố thí, rồi mình hướng về người đó, tức là mình đưa cái tâm thiện mình về người đó. Mình muốn cảm hóa người đó, mình muốn trị cho người đó, mình muốn giúp người đó bằng cái tâm của mình. Cho nên sự hồi hướng không có gì không đúng, nhưng mà quan trọng chúng ta hiểu được cái hồi và cái hướng. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, khi mình đi chợ mua thức ăn, có phải quý vị cầm món gì lên là đều có người để quý vị biết rằng tại sao mình mua món đó không? Ví dụ như mình đi mua trái xoài, con trai tôi thích ăn xoài này lắm nè, đi qua tới đằng kia, ông xã tôi thích ăn dưa hấu lắm nè, rõ không? Đi ngay cái khi mình cầm món ăn lên là mình biết đối tượng của cái món này là ai rồi. Nhưng mà nếu người đó không có, mình mua để làm gì, phải không? Là ví dụ như mình đi, tôi đâu biết tôi muốn mua cái gì đâu, tôi đi chợ tôi quơ đại à, không có. Mỗi ngày nấu ăn cũng vậy nữa, mình nấu canh xong phải không, trước khi mình để rong biển vô cái mình múc cái chén canh riêng ra, mình nói tại vì má tôi không thích ăn rong biển, cả nhà mấy đứa con tôi nó thích, má tôi không thích, bởi vì trước khi tôi để rong biển vô tôi múc chén canh riêng ra cho má tôi. Hướng chưa? Hướng chưa? Hồi chưa? Hồi rồi. Hồi là quay trở lại, hướng là nghĩ về người kia. Biết rằng má mình không thích ăn rong biển cho nên quay trở lại múc chén canh để riêng trước khi để rong biển vô liền. Tôi biết con tôi không ăn hành cho nên tôi múc riêng một chén canh cho nó, rát nữa tôi để hành sao cho đứa con kia. Thật ra cuộc sống này chúng ta làm đều có cái chỗ chúng ta hướng hết. Thì Đức Phật cũng vậy, hình ảnh của Ngài là biểu tượng để chúng ta hướng tâm. Mà đặc biệt là những dù quý vị nhìn tượng Phật một cái thôi, mặc dù Ngài không nói gì, Ngài không làm gì, nhưng mình tâm mình an lại liền. Mình cảm nhận một sự bình an khi Ngài, mình nhìn Ngài, mình nhìn bức hình của Ngài. Mà không biết Ngài có giống vậy không, không biết. Tại Ngài, mình không gặp được Ngài. Tất cả những hình ảnh cũng trừ từ cái sự tưởng tượng của mình mà phát họa ra thôi, chứ không có gì mê tín. Nếu chúng ta làm mà chúng ta hiểu ý nghĩa chúng ta làm thì không có gì mê tín hết. Tuần rồi Pháp Hòa đi giảng ở Maui, Hawaii, thì nhà thờ Thiên Chúa giáo đã cho chùa mượn nguyên cái thánh đường để mà chúng ta pháp thoại. Tượng Chúa đứng cao ở trên, Pháp Hòa ngồi ở dưới. Và quý vị biết là mỗi bữa quy vào buổi giảng, trước khi giảng Pháp Hòa đều chắp tay hướng về Chúa xá, rồi Pháp Hòa ngồi xuống giảng. Giảng xong Pháp Hòa đứng dậy xá Chúa. Tại vì nhờ Ngài đứng ở trên cho nên mình ngồi nghiêm túc. Thật là cái biểu tượng ở trên, dù là Chúa hay Phật, cũng là cái điểm để chúng ta biết là bậc thánh thì tự nhiên mình nhiếp tâm. Điều đó không có gì sai hết. Thật ra mình làm mà mình hiểu đó thì không có gì trở ngại hết. Ngay cả mình phải chịu đựng một người chồng, một người vợ, một người cha, một người mẹ, đều là cái cơ hội cho mình tăng trưởng cái phước thiện hết. Mình muốn nói con mình á, có nhiều đứa nó dễ nóng á, mẹ muốn nói chuyện với con mà mẹ phải suy nghĩ dữ lắm, nói làm sao để nó đừng có nổi giận lên, có không? Mình phải, trước khi mình hướng về nó đó, mình phải hồi lại mình, rồi phải hồi nó nữa, nó đang ở trong cái hoàn cảnh nào. Mấy thầy mấy chú ở trong chùa, Pháp Hòa muốn nói chuyện gì là Pháp Hòa phải xuống giả bộ hỏi trước đó. Bữa nay đi học về vui không con? Khỏe không? Có ăn cơm chưa? Có nhiều bài vở làm không? Nói dạ bữa nay con nhiều bài lắm. Thôi con làm đi. Mặc dù sắp sửa la rầy gì đó, nhưng mà nếu nó nhiều bài quá, mình kêu nó lại mình giảng moran xong, lát nó bấn loạn, nó khỏi làm gì hết luôn. Muốn nói cũng phải coi coi tại nó đúng lúc để nói không. Mà nhiều lúc muốn nhờ nó gì cũng phải nhờ, phải lựa lúc nhờ nữa. Nó đang ngủ mà mình dựng nó dậy, những cái chuyện không cần thiết thì cũng không nên. Trên cuộc sống này á, cái sự tu tập của chúng ta nó nằm ngay ở trong cái cách mà chúng ta hồi và hướng. Trước khi hồi, trước khi hướng phải hồi. Và Pháp Hòa hay thưa đại chúng là hồi hướng có bốn cách: hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi tiểu hướng đại, hồi tự hướng tha.
Tại sao con không hiểu khi nghe giảng pháp, gia đình nói con bướng bỉnh hay cáu, nhưng có lẽ con không có duyên với Phật pháp chăng? Xin chỉ cho con một cách để con có thể kiên nhẫn nghe pháp lâu hơn. Con thích thầy nói chuyện đơn giản và khiến con thoải mái. Thì cũng giống thôi, thật sự ra mình cho ông thầy đó giảng pháp là nó tự nhiên thành bài pháp, còn mình nghĩ rằng thầy đang chia sẻ, thầy đang nói những kinh nghiệm gì đó là nó ra. Thành nhiều khi á, thí dụ cũng cái câu nói người ta nói mà mình nghĩ người ta nói móc mình, nó thành ra nói móc. Mà mình nghĩ người ta nói đơn giản, nó thành ra đơn giản. Cho nên nếu mình không quen với cái kiểu là nghe thuyết pháp thì đừng đặt cái đó là nghe, là nói pháp, nghe pháp gì hết. Tôi đang nghe một buổi trình bày những vấn đề trong cuộc sống, vậy thôi. Mà thường quý thầy thường là nói như vậy, quý thầy là chia sẻ với mình. Cho nên và khi mình nghe pháp á, mà mình không thay đổi gì hết á, người khác thấy mình nghe rất là nhiều mình không thay đổi, thì mình ở trong dạng bốn dạng, trong một dạng trong bốn dạng nghe. Nghe mà không thay đổi gì hết thì cái này nghe mà không nghe, là nghe lải nhải, nghe có tiếng, nghe trầm bổng, nhưng mà không nghe được cái pháp. Vì mình nghe mà không nghe. Còn nghe mà nghe nghĩa là mình nghe cái tiếng nói và mình nghe luôn thâm sâu của lời pháp. Còn không nghe mà nghe, nhiều khi người đó chưa nói thành câu, mình nhìn cử chỉ người đó mình đã hiểu người đó muốn gì. Rồi có dạng nữa, không nghe mà cũng không nghe. Nghĩa là không thích nghe tiếng mà cũng không thích nghe đạo lý. Từ lớp 2 con thưa thầy, từ lớp 2 con nghe thuyết pháp thì giới ai cũng công nhận là con bỏ qua và rộng lượng. Tới giờ đó, từ lúc con nghe thuyết pháp tới giờ ai cũng công nhận là con bỏ qua và rộng lượng, nhưng con không bỏ qua được những hành động của má con. Này còn bị kẹt. Thôi ráng đi, ráng chút nữa. Thưa quý vị, là trong cuộc sống á, thí dụ mình ăn cơm nó còn có một miếng, cái mình nó ráng miếng nữa đi cho nó hết. Thì thôi bây giờ là mình ráng chút nữa cho mọi việc nó bình. Cuộc Phó Hoàng hay ví dụ vậy nè. Có nhiều lúc Phó Hoàng ăn cơm thì mình thấy trong cái dĩa thức ăn đồ kho đó, cái có những trái ớt ta kho chung. Mà nó lạ cái là khi mình cầm trái ớt lên mà mình ý thức đây là trái ớt á, thì mình cũng ăn trái ớt đó, nhưng mà hình như nó không có cay bằng khi mình ăn lòng trái ớt. Đúng không? Tại sao? Vì mình ăn trái ớt mà mình ý thức đây là trái ớt, thì cái độ cắn ớt của mình nó vừa chừng, mình nhai nó vừa phải, cho nên cái cay nó giảm. Nhưng nếu mình ăn một trái ớt vô ý, để vô nhai như miếng rau, thấu ông trời. Có phải không? Cũng là trái ớt đó, mà tại sao khi mình cắn với ý thức thì nó cay khác, mà khi mình cắn với không ý thức thì nó lại cay khác. Cũng như thế thôi. Cuộc đời này cũng vậy. Có đôi khi mình nhầm, mình cắn nhầm miếng khổ qua, nó đắng chết mình không thích. Nhưng bây giờ giữa bàn ăn, không lẽ mình nhả ra, mình phun ra nó kỳ quá, thôi nuốt luôn cho rồi. Và mình nói nuốt luôn thì không chết người ta nào đâu. Mình đã từng nuốt cuộc đời này kiểu đó chưa? Có. Mình từng nuốt những câu chuyện, những con người mình không thích, y hệt như vậy đó. Nhịn cho nó xong cho rồi, bây giờ nói ra nó không có được gì đâu. Thì thưa đại chúng là cái tu của Pháp Hòa nó bàn bạc trong cuộc sống vậy đó. Nó ngay trong bữa ăn, nhiều khi mình ăn nhầm cái món mình không thích, thôi ráng nuốt miếng cho rồi, đâu có ai chết đâu, không có chết. Người ta ăn được mà, chỉ có mình không thích thì mình khó chịu thôi. Nhưng mà nhả ra là không được, thôi nuốt luôn, có chết đâu. Nhưng mà hổng chừng nuốt được chừng 10 lần ăn ngon lành. Quý vị biết là Pháp Hòa giống như mình, thiếu mình không quen ăn giá sống thì cái giá sống nó nồng. Nhưng mà nhiều khi lỡ người ta múc cho mình tô bún, ta để giá sống trong đó, thì bây giờ một là mình lua lua mình ăn, còn không nhắm mắt ăn luôn cho rồi, cũng bình thường thôi. Mà ăn riết chừng dài chập thì có thể từ từ nó quen được cái nồng của cái giá sống đó. Cuộc sống này á, do cái gì cũng do mình quen thôi.
Có nhiều khi á, mình đi chơi với người bạn trai đó đó, mà người khác thấy chịu không nổi, mà nói sao mày chịu nổi, là tao quen rồi, giờ không có tao chịu không nổi nữa. Thật ra thưa, cái gì cũng do mình. Cái đó gọi là gì? Tập nghiệp. Ai dạy mình hút thuốc mà mình biết thuốc nó đắng, nó khói, mà nó hoàn toàn không lợi ích, nhưng mình vẫn hút, mà thậm chí còn tập hút nữa. Có phải là mình tập nghiệp không? Mình tập hút thuốc mà một cái nghiệp không tốt mà vẫn tập. Và tập riết bây giờ nó không phải là do tập huấn nữa, mà nó thành ra cái sâu dày của cái nghiệp đó. Cho nên rồi cái tốt cũng vậy. Hồi đầu mình tụng kinh mình tụng đâu có được, nhưng mình biết đây là nghiệp tốt, thôi ráng tập. Tập riết nó thành ra một cái tập nghiệp của tốt. Cho nên tập nghiệp nó cũng hai loại, tốt hay là không tốt. Mà do mình à. Có người ai mà từ vừa nhỏ lên mà biết uống rượu lần cả mấy chai? Hiếm lắm. Toàn là do tập. Tập riết nó quen. Ngồi đi không sao đâu, sắp xong rồi. Mỗi người đều có nghiệp số, nó tới đi không cưỡng cầu. Xin thầy giải thích vậy mình nên để nghiệp tới tự nhiên không? Tự nhiên không sợ hãi và lo lắng. Vì vì con của con sinh ra ngoài sân chơi, vợ con không cho và nói không có người lớn coi coi chừng, sợ người ta sợ nó bị bắt cóc. Con nói vợ con, tại sao con gieo cho con mình nỗi sợ lo sợ mà mình không biết nó có xảy ra hay không, phải để duyên nghiệp. Quý hiểu câu hỏi không? Tức là một người vợ không cho đứa nhỏ ra ngoài sân chơi vì sợ con mình bị bắt cóc. Thì ông chồng phản ứng lại nó là tại sao gieo trong đầu đứa con mình một nỗi sợ hãi, và tại sao không để tự cái do cái nghiệp. Thừa hiểu cách này cũng không đúng, mà gieo rắc kiểu kia thì cũng không phải. Thật ra thì cái ăn thua là cái cách mình nói thôi. Thí dụ như bây giờ mình nói là thật sự ra là khi một đứa nhỏ nó ra sân nó chơi thì về do nó không có cẩn thận thì có thể nó chạy ra ngoài sân, không phải chuyện bắt cóc mà tai nạn cũng có thể xảy ra. Nếu mà mình nói rằng thôi mọi việc do nghiệp đi thì cuộc đời này mình không có làm gì, mình không có làm gì hết đó, cứ để mọi thứ do nghiệp à, cái này cũng không được. Nhưng mà nếu mà chúng ta lo những chuyện không cần thiết lo thì cũng không đúng. Và thưa đại chúng, cuộc sống này có bao giờ mình không lo không? Không. Cái gì cũng phải lo hết. Mình ngồi đây nè, tới đây 2 ngày nè, mình chỉ cần nhắc cái phone lên là đăng ký thì tham dự thôi. Còn chùa là phải lo. Lo chỗ ở, lo chỗ ăn, lo đủ thứ, lo ghế cho mình ngồi. Phải lo chứ. Rồi bây giờ mình ngồi đây mình nghe pháp xong mình nói chị đi đâu gấp vậy? Thôi thôi tôi về để mà lo cơm. Phải lo chứ, không lo đâu có được. Rồi thậm chí nó tuần tới tôi đi đám cưới nè, giờ tôi lo tôi đi sửa soạn. Cũng lo. Cái gì cũng có lo hết á. Nhưng mà mình lo cái gì cần thiết để lo, chứ không phải là không lo. Lo cái gì cần nhất, lo cái gì gần nhất thôi. Thì thôi bây giờ á, đứa con mà nó ra nó chơi, nếu mình không muốn gieo rắc cho nó sự sợ hãi là có người bắt nó, thì nói là con còn nhỏ, khi con ra sân chơi phải có mẹ coi chừng. Vậy thôi. Mình đâu cần phải nói với nó. Giống như hồi nhỏ đó, hễ mà đứa nhỏ nào mà nó làm gì đó, nó đừng có làm vậy con, ông kẹ bắt. Cả đời nó chẳng biết ông kẹ là ai. Và bản thân mình cũng biết ông kẹ ông ra làm sao. Nhưng mình cứ đem ông kẹ mình nói với nó thôi. Phải không? Thì ở đây thì cũng thế thôi. Mình cứ hay bị một cái tập khí là hay đem một cái negative gắn vô một cái đầu óc của một đứa nhỏ. Thì nếu mình thấy rằng điều đó không cần thiết thì mình có cách khác để mình nói. Nhưng mà nói theo người chồng là thôi cứ để tự nhiên đi, nếu cái gì nó tới là do nghiệp là không được. Bởi vì nghiệp là cũng có thể có những cái nghiệp mình chuyển được.
Mình chuyển hết sức mà không được, chừng đó mình mới chấp nhận là tùy nghiệp hay là bất khả chuyển. Chứ còn thí dụ như giờ con mình nó lười học, nó thôi nghiệp nó kệ nó, đâu có được phải không? À, mình bệnh á, cái tâm lý là mình bệnh là mình lạc miệng, mình không muốn ăn, thì mình mới nói là sao? Thôi ráng ăn miếng cho khỏe, ráng nuốt cho nó có sức. Chứ nếu mình buông lỏng cái người bệnh ra, không có ép họ một chút, không chiều chuộng họ một chút thì không có ráng. Hôm nào quý vị có dịp với quý vị nghe cái bài chăm sóc người bệnh, Pháp Hòa nói cái bài đó, thì Pháp Hòa đã, trong cái bài đó Pháp Hòa sưu tập những cái bài kinh mà Đức Phật nói về chăm sóc người bệnh và người bệnh phải làm gì. Ví dụ như mình chăm sóc người bệnh đó, thì đôi lúc mình phải chịu cực với họ một chút, mình chiều chuộng họ một chút, chỉ mong sao họ uống cái thuốc đó. Cho nên không phải cái gì cũng do tùy. Cuộc đời này nếu mà chúng ta cái gì cũng, cho nên cái chữ tùy duyên không phải dễ nói à. Đụng đụng cái mình thôi tùy duyên đi. Sao tùy duyên nếu mình không tạo duyên? Nếu mình không có biết tạo duyên, gieo duyên, kết duyên, tích duyên thì làm gì có chuyện tùy duyên. Duyên là do mình tạo. Ví dụ như Pháp Hòa đến đây với đại chúng, mà nếu mà đại, nếu mà không thông báo thì đại chúng sao biết mà tới. Nói thôi mình mời thầy Pháp Hòa gì được rồi, ai biết không biết tùy duyên đi. Phải không? Nói vậy đâu được. Rồi giờ ta tới 300 người, nói thôi kệ, ăn ăn tùy duyên đi. Không có. Duyên là do mình tạo. Mình tạo hết sức rồi không ai tới, lúc đó mình nói gì? Xô ế tùy duyên. Con không cha mẹ 50 năm rồi. Hôm nay con tìm được cha tại Mỹ. Cha con mất 2016, tức là 3 năm rồi. Con thương nhớ cha, con thường nói chuyện với cha, nhìn qua hình. Thưa thầy, điều đó có tốt không? Con để hình cha trong phòng có tốt không thầy? Nếu mỗi ngày con gọi cha như vậy, linh hồn cha con có biết không? Thưa thầy. Cái này phải hỏi ông cụ. Chứ em cũng không có đi theo biết à. Nhưng mà cái đó thì cũng không sao. Tức là khi mà mình thương nhớ một vị nào đó, mình thường gọi vị đó cũng không có gì sai. Tuy nhiên nếu mình dừng ngay đó thì nó uổng. Nếu mình dừng ngay đó thì mình sẽ đem cái, khi mình gọi như vậy đó, là mình đem cái pháp sầu khổ nó chồng chất lên bản thân và tâm thức mình. Và nếu như cái người đó chưa siêu thoát thì cũng là một sự trì trệ. Thành thử người mất đã khổ mà người sống cũng khổ luôn. Cái này gọi là khổ khổ. Bây giờ mình thương nhớ cha, mình gọi cha không có gì sai. Nhưng mình hãy đi lên thêm bậc nữa đi. Là tuy con mất cha, con không biết được cha nè. Con không cha mẹ 50 năm, hôm nay con tìm được cha. Và con thấy rằng cuộc đời con may mắn cuối đời là con được biết cha là ai. Và con nguyện sống hết lòng để con thực hiện được cái ước nguyện của cha. Có thể cha cũng đang muốn con sống vui, sống khỏe, sống an lành. Thì mình thương cha, mình thương người đó là tốt. Ví dụ giờ quý vị thương Pháp Hòa, ngày nào cũng gặp cầm hình lên, I love you thầy. Thế này thế kia, nhưng mà cái đó nó không có work. Phải không? Còn nếu làm chập nữa là hai người mình ái luyến luôn. Thì bây giờ là con thương thầy và con nguyện sẽ sống tốt dựa trên những gì thầy hướng dẫn. Thí dụ vậy, thì mình đưa cái tâm mình đi lên nữa. Thì như vậy mới tốt. Ví dụ như ngày nào cũng đứng trước Phật á. Phật là đấng Pháp Vương vô thượng. Không lẽ Phật nói I know. Rồi mình đứng trước nói ba cõi chẳng ai bằng. Rồi thí dụ Phật nói rồi có ai bằng rồi làm gì người ta. Tức là mình đứng trước Phật mình cũng ca ngợi Phật vậy. Nhưng mà cái đó là cái phần của mình. Nhưng mà cuối cùng mình phải làm cái gì? Dựa trên những điều Phật dạy. Thành ra mình gọi cha, mình thương cha, mình thờ cha thờ mẹ không có gì sai hết. Và không có gì là không nên. Nhưng
Nếu mình chỉ dừng ngay đó thì khổ nó dừng ngay đó, và càng ngày mình gọi nhưng mà bây giờ không bằng một cái tâm positive nữa, mà nó trở thành là một cái tâm hệ lụy, mà hệ lụy cho mình và cho người mất. Cho nên thưa đại chúng, là dù là đối với người mất hay đối với Phật hay đối với những bậc thầy tổ của mình cũng vậy. Ví dụ như quý vị đọc một cái tiểu sử của một hòa thượng, dù ngài đã mất 50 năm rồi, rồi mình làm dỗ ngài, mình cũng đem tiểu sử ngày ra mình đọc, đâu có nghĩa là để mình khoe khoang cuộc đời vị đó đâu, nhưng mà để cho tất cả mọi người lắng nghe cái hành trạng của vị đó. 50 năm trước hay là 70 năm trước, vị đó đã sống và làm được những việc như vậy, dù cuộc thế lúc đó rất là thiếu thốn, nhưng mà các vị còn thực hiện được điều đó. Bây giờ mình đã ở thế kỷ mà quá nhiều phương tiện, mình không làm được điều đó nữa thì quá uổng. Ví dụ vậy đó. Cho nên mình phải xem lại cái cách thương nhớ của mình. Ví dụ như là Phật giáo hay nói là mình thương là mình phải hiểu vậy đó. Mình thương người đó là mình phải hiểu. Mình hiểu nhiều người đó chừng nào thì mình mới có thể mang cái tình thương của mình chân thật đến cho người đó. Có hiểu mới có thương. Mà càng hiểu thì mình càng thương người đó hơn, và càng giúp cho người đó một cách thực tiễn hơn là chỉ nói thương mà không làm gì hết. Bây giờ cha ơi, cha cho con hình hài này, sau 50 năm con mới tìm được cha, thì con sẽ nguyện giữ thân này cho tốt, sống cho lành mạnh. Quý vị biết là sư bà Thể Quán, khi mà mẹ sư bà mất, sư bà cũng thương cũng buồn vậy. Nhưng mà nếu mà mình chỉ người tu mà mình thương cha mẹ, mình khóc cha mẹ tới đó thôi, uổng. Cho nên sư bà làm một bài thơ: mẹ về với Phật ít năm thì, từ giả ta bà con cũng đi. Mẹ nhớ đón con về đất Phật, mẹ con cùng dự hội liên trì. Bạch thầy, con có một cháu trai 7 tuổi, cháu bị tăng động, giảm chú ý, và cháu gặp rất nhiều vấn đề về cảm xúc. Cháu rất cần gia đình hỗ trợ làm gương và môi trường yên tĩnh. Tuy nhiên bố cháu mặc dù yêu cháu, nhưng bố cháu luôn căng thẳng, cáu gắt với việc nhỏ, làm gia đình không được bình yên. Con rất buồn, mặc dù con đã rất cố gắng để gia đình vui vẻ, nhưng nhiều lúc con cảm thấy mình quá sức. Hơn nữa chồng con không thích đi chùa và nghe giảng pháp. Bạch thầy cho con lời khuyên để con có thể giúp con và gia đình của con. Thật ra khi mà đọc cái này á, là mình có thể tưởng tượng được cái một người mà sống trong một hoàn cảnh như vậy. Và thậm chí mình ước, nếu mà người đó mình ước được trở lại trước kia mà mình cho mình ước nguyện là có lấy chồng không, mình sẽ nói không. Đó là cái thường cái tâm trạng của mình khi mình rơi vào một cảnh như vậy: chồng nóng nảy, con bệnh tật, gia đình luôn luôn có những cái khó khăn. Thì mình ước rằng nếu mà cho mình chọn một cái điều ước, là mình sẽ ước rằng mình không có gia đình, tại mình thấy rõ khổ quá. Nhưng mà thưa đại chúng, tất cả nó không ngoài cái duyên nghiệp giữa mình với người. Thật ra nhiều khi á, bây giờ nè, chồng nóng nảy, con bệnh tật, đó là một cảnh giới, một cảnh giới khổ đau. Và mình đang ở trong cảnh giới đó, và mình chạy không có được. Bỏ chồng được sao bỏ con? Mà giờ bỏ chồng cũng không được, nó ai phụ? Mặc dù ông hét ông la, nhưng mà thỉnh thoảng ông có phụ. Còn đỡ hơn là giờ mình ôm nguyên một mình. Cho nên tiến cũng không được, lui cũng không được, phải ở trong cảnh này. Vậy thì bây giờ hãy lấy cảnh này làm cái cảnh cho mình tu. Như Đức Phật Thích Ca sanh trong cõi Ta Bà này, ngài không phải như Phật Di Đà mà có cõi Tịnh Độ Cực Lạc. Sáng ra chim hót hạnh phúc, bước ra ngoài cây lá reo cũng có tiếng này tiếng kia, toàn là hạnh phúc. Phật Di Đà có phước hơn, ở cõi Cực Lạc. Còn Phật Thích Ca
sanh vô cõi cực khổ, là cõi ta bà này. Vậy nhưng mà Ngài không có khổ, Ngài lấy cảnh ta bà này làm đối tượng để Ngài tu. Và Ngài đã nói rằng cõi ta bà này là cõi tịnh độ của tôi, vì mỗi Đức Phật đều có tịnh độ của mình. Ngài Địa Tạng, cõi tịnh độ của Ngài ở đâu? Địa ngục. Vậy thì mỗi chúng ta đều có tịnh độ của mình hết. Hồi nãy Pháp Hòa thoáng nhìn có một câu hỏi là nếu như mình đi đường, mình tụng kinh, mình trì chú trong xe có được không? Được. Ngay trong lúc đó mình biến trong xe mình thành tịnh độ của mình. Tịnh độ on the road. Có những người á, người ta đi làm về là người ta online, là người ta có tịnh độ của người ta liền. Tịnh độ online là người ta không còn biết chúng sanh nào xung quanh nữa hết. Người ta chỉ biết tịnh độ Facebook của người ta thôi. Và có những người đang ngồi ăn cơm, tịnh độ ngay trước mặt là chồng con, vợ con đang ngồi đó, nhưng vẫn có tịnh độ của họ là nhất dương chỉ khỏe. Bây giờ tịnh độ của tôi là cái phone đó. Bây giờ quý vị đi vô phi trường là quý vị sẽ thấy rằng không còn ai biết tịnh độ gì nữa hết đó. Vô phi trường một cái là người nào cũng chúi vô này. Hỏi là gì? Thiền. Đang tịnh độ. Cho nên á, bây giờ nè, nếu mình lỡ sanh, mình lỡ sống trong một cảnh khổ, đừng lấy đó làm khổ, mà phải lấy cái đó làm cảnh duyên để mình chuyển hóa, để mình tu tập. Nếu nói về mặt độ sanh, chúng sanh nào cũng cần độ. Thì bây giờ con mình là một chúng sanh, ông chồng nóng nảy mình là một chúng sanh. Và mình biết chúng sanh hay nóng nảy này nè, mình thường nói câu gì ổng dễ phát lửa thì mình đừng nói câu đó. Hoặc là nếu như lỡ ổng giận tức lên, mình im lặng. Vì cái sự im lặng của mình là mình cảm hóa cái nghiệp của mình với người đó. Thưa đại chúng, mình nuôi con mình khi nó bệnh đó, là mình chỉ trả cái nợ thôi giữa mình với đứa con đó. Nhưng đối với một Phật tử mình sâu sắc hơn đó, là mình dành thời gian mình tụng kinh, mình sám hối, mình niệm Phật, mình tạo phước để mình giải cái nghiệp chướng của đứa đó tính tận cùng, để nếu nó tái sinh trong kiếp sau nó không còn khổ nữa. Mình giúp nó tận cùng của cái nghiệp của nó luôn. Đó là cái tinh thần hóa đạo của Bồ Tát. Đời này á, mình nuôi con bệnh, nuôi chồng bệnh, nuôi vợ bệnh, đó là cái nếu đứng trưng trên mặt hiện tại đời này là gì? Đó là tình nghĩa. Ngày nào mình còn khỏe mình vẫn là vợ chồng nhau mà. Thì bây giờ người đó bệnh mình chăm sóc, đó là cái nghĩa hiện tại. Còn nếu về nói nghiệp chướng thì mình với người này có nghiệp nợ trong quá khứ, thì bây giờ mình trả, nhưng mà không có nói trả gì hết á. Mình đang làm một cái việc là giúp một chúng sanh. Có nhiều khi chúng sanh xung quanh mình bỏ rơi mà đi tìm những chúng sanh nơi khác mình giúp, nó không thực tế đó. Nhiều khi mình việc nhà mình không lo, mình chạy vô chùa mình rửa chén từ sáng tới tối. Còn mình về chùa về nhà mình rửa có hai cái chén là mình nói từ sáng tới tối. Thật ra cái nào cũng là cảnh tu, quan trọng là mình có tâm tu. Hồi sáng mình nói cái câu gọi là tìm bình an trong giáo pháp Như Lai đó. Thật ra đi đâu mà tìm, hạnh phúc nó không ở đâu cả, pháp tu nó không ở đâu hết, mà nó ngay cái chỗ này. Bây giờ cái người đó họ chửi mắng mình mỗi ngày là một pháp tu. Người đó cho mình cái pháp tu lắng nghe của Quan Âm, và người đó cho mình pháp tu nhẫn nhục của Nhành Dương Liễu, Tịnh Bình Dương Thủy. Tịnh Bình và Nhành Dương. Cho nên nội cái người đó thôi cũng đã giúp cho mình. Còn nếu nói về tình nghĩa hiện tại, lúc khỏe làm vợ chồng sao mình không than? Rồi khi mà lỡ một người trong hai người có bệnh chăm sóc thì mình rên. Thì bây giờ mình nói đây là cái nghĩa. Người Việt Nam mình sống ngoài cái tình nó còn cái nghĩa. Và cái nghĩa cuối cùng là chăm sóc cho nhau đến trọn đời. Còn quán về nghiệp duyên phải có vấn đề. Nhiều khi đời trước mình mượn của người đó, bây giờ tự nhiên kêu trả mình không cam tâm, giả bộ dụ mình trước, làm vợ làm chồng rồi bắt đầu mình cam tâm mình trả. Đó là mình nói theo cái quán về nghiệp thôi. Nhưng mà thường thường khi trả nghiệp là không gọi là trả nghiệp, mà mình đang phát nguyện
chuyển cái nghiệp thành ra cái nguyện. Và mình thấy rằng chúng sanh này cần đang được độ. Bây giờ quý vị nghĩ đi, nếu mà bây giờ ví dụ như mình bỏ cái người đó đi, rồi cái người đó kiếm một người vợ khác đi, thì người đàn bà khác cũng chịu khổ thôi. Thôi bây giờ mình lỡ chịu được 10 năm rồi, cũng hơi quen rồi. Thật ra có một bà già, quý vị nhớ trong cái cuốn Cái Cười của Thánh Nhân á, có một bà cụ đó, bà tối ngày bà đi ra đường bà la lên, bà nói cầu cho bảo Chúa sống lâu, cầu cho bảo Chúa sống lâu. Người ta mới nói bà này chắc hơi hơi, bảo Chúa mà tại sao cầu cho ổng sống lâu. Thì bà mới nói đời tôi trải qua ba ông vua rồi, ông vua một ông ác có 10 à, ổng chiếm được ngôi cái ổng lên, cái ổng phòng thủ cái ổng ác 20, rồi đến ông thứ ba diệt ông thứ hai, rồi ông thứ ba lên cái ổng phòng ngừa những người khác, ổng ác gấp mấy trăm lần. Thật tôi thấy tôi ngán quá rồi. Thì cái câu chuyện đó cũng giống vậy. Nhiều khi mình tránh cái vỏ dưa, mình gặp cái vỏ dừa, mà vỏ nào cũng không dừa. Thật ra phải lấy cái đối tượng. Pháp Hòa hay nói lấy cảnh khổ làm duyên tu. Và Pháp Hòa xin thưa vậy nè, cuộc đời này mà mình không có khổ, dễ giàu gì mình tu. Thật sự người mà tự động vui vẻ mà đi chùa mà tu có, nhưng ít lắm. Phần lớn là phải khổ lắm. Thí dụ như mình nhìn cuốn Lương Hoàng Sám nó dày vậy nè, trời ơi dày quá, có kinh sám hối nào ngắn ngắn không? Nhưng mà nếu nghiệp mình mà nặng, tao nói tụng 10 cuốn đó mình cũng tụng nữa. Tại vì mình biết rằng tụng có trả giá, tụng có đổi chát, tụng 10 cuốn này cái Phật cho mình hết nghiệp. Ví dụ vậy đó. Cho nên chúng sanh mình cũng có cái trường hợp như vậy. Ở đây thì Pháp Hòa chỉ, mình không thể, cái cách của mình là mình quán, và mình quan trọng là mình phải vững tâm. Khi mà cái tâm mình vững, cái tâm mình an lạc, thì mình sẽ làm ra cái chất liệu an lạc, mình cảm hóa người chồng mình. Pháp Hòa nghĩ một ngày nào đó rồi Pháp, hoặc là có đôi lúc anh cũng nhìn lại, anh thấy anh cũng quá đáng, và mình cũng đã nhẫn nại được tới mức, thì tự nhiên cái người đó sanh cái tâm cung kính mình, và cái người đó sẽ nhẹ nhàng hơn. Và bây giờ á, quý vị biết là mình có một cái nghiệp chung là đứa con này, một cái nợ chung là đứa con này, thì mình phải nương người đó để mình trả, mình nương người đó để mình chăm sóc. Buồn thì có buồn mà không có khổ. Nếu mình nói mình không buồn là không đúng, nhưng mà không có phải hệ lụy quá khổ như trước kia mình không hiểu vấn đề. Quý vị biết là con cá đó, thường á, nó ở trong một cái chậu có nước, nhưng mà nếu mà nước nhiều á, thì nó tung tăng theo cái nước nhiều đó. Mà lỡ nước cạn còn chút thì nó cũng phải làm sao, bơi lội tung tăng trong cái khoảng nước mà nó còn lại thôi. Thì mình cũng vậy à. Mình còn một miếng cơm như thế nào thì mình liệu là mình gấp một miếng thức ăn đó để mà vừa với cái ăn của mình. Thì mình đã sống cuộc đời đều phải biết. Pháp Hòa kể câu chuyện người ta làm cái con ngọc trai hồi mùa hè vừa rồi trong khóa tu đó. Thì người ta muốn làm một cái con trai á, xin lỗi, cái hộp bạch ngọc á, người ta lấy cát, lấy sỏi, người ta nhét vô trong bụng của con trai. Rồi khi mà nhét vô như vậy nó đau quá, trong lúc nó quá đau thì tự động nó phải tuôn ra một cái chất nhờn, nó bao cái hạt ngọc đó lại, bao cái hộp cát đó lại để làm cho nó đỡ đau. Và lâu ngày thì cái hộp đó đã trở thành ra một cái hộp ngọc. Và đó là cách mà người ta tìm những cái hộp ngọc trai. Rồi khi mà người ta mổ bụng nó ra, người ta lấy cái hộp ngọc đó đó, hộp nào méo mó thì người ta đem ra, người ta làm kem sức mặt cho phụ nữ. Hộp nào đẹp thì người ta làm những cái sâu chuỗi cho người phụ nữ đeo. Nhưng mà con trai, cái hộp ngọc đó từ đâu mà ra? Từ một hộp sỏi thôi. Nhưng khi nó quá đau thì nó phải tự tuôn ra một chất để bảo cái đó lại. Mình đã từng như vậy không? Có chứ. Cầm cái ly nặng quá, tự động kiếm cái gì bỡ ở dưới. Nóng quá là tự động kiếm cái gì giữ vô. Lỡ cái tay đụng cái chân, hay là lỡ cái chân đụng vô cái góc tường, thì tự cái tay này ngồi xuống xoa nó. Nghĩa là chúng ta hễ đụng một cái gì khổ thì tự động mình phải nghĩ ra cái cách nào đó để mình ôm được cái niềm đau đó liền, chứ không để nó như vậy.
Khi mình đụng cái đầu mình vô tường, lấy cái tay dò liền, mặc dù nó không hết đau nhưng mà nó giảm đau, và thậm chí nó chẳng giảm gì cả, nhưng mà mình cảm nhận được là mình đưa cái tay tới mình an ủi nó. Rồi quý vị thấy người xung quanh mình mà lỡ đụng chạm khổ đau gì, mình lấy tay mình ôm người đó, mình tròn người đó, mình comfort người đó. Thì trong cuộc sống này phải vậy thôi. Quý vị nào mà đi dự khóa tu mà ngủ lại chùa đó, mà biết chùa là trên dưới chỉ có hai cái nhà vệ sinh thôi, bằng 100 người lắm, là 2 giờ sáng bắt đầu đó, xếp hàng đi tắm đi chuẩn bị. Tại sao? Vì mình biết rằng không đủ chỗ vệ sinh. Đó là một cái trạng thái gì? Khi con người mình rơi vào hoàn cảnh nào, mình tự biết mình ở hoàn cảnh nào, thì mình phải squeeze, mình phải làm sao mình lắp ráp để mình có thể sống còn ở trong cái hoàn cảnh đó. Cái điều đó Pháp Hòa đã giảng cho các em trong một khóa tu hè vừa rồi. Nhân một cái sự việc là nửa đêm Pháp Hòa thấy một em nhỏ nó dậy sớm, nó đi tắm. Thì hỏi nó tại sao con thức sớm, nó nói trong phòng đông người mà có một nhà vệ sinh thì con phải tranh thủ con tắm. Thì Pháp Hòa lấy cái câu chuyện của em đó, Pháp Hòa đã giảng cho em nghe cái câu chuyện của con Ngọc Trai. Và Pháp Hòa nói rằng trong cuộc sống này cũng vậy, chúng ta đều là những người như thế hết. Khi mình rơi vào hoàn cảnh nào thì tự mình phải biết lòn lách tìm mọi cách để mình sống, có phải không? Đó là vậy thôi. Ví dụ mình có cái áo dài mình rất là thích, mà giờ mập quá mặc không được, tự động biết đây ệt bớt để mặc được cái áo dài đó. Tại mình thích cái áo dài đó mà không lẽ bỏ sao? Pháp Hòa nói Pháp Hòa đó. Tại vì người ta may cho mình một vài cái áo mặc thôi, giờ mà cứ mập hoài kiểu này may gì nổi. Khi mình mặc hết vừa là phải tự động bớt đi để mình vẫn tiếp tục mặc được những cái áo mà mình đã có. Hồi nhỏ quý vị biết không, đi học á, là con trai là không được để tóc dài. Nếu ngày thứ hai mà lễ chào cờ mà bà hiệu trưởng đi ngang mà thấy đứa nào con trai mà tóc dài qua khỏi cái bát là bà nắm lên bà cho mình làm xấu giữa cái cột cờ. Trời ơi, Pháp Hòa sợ vô cùng. Mà thứ nhất, mẹ mình bận rộn đi làm đâu có thời gian, mình thấy mẹ cực khổ như vậy cũng không dám làm phiền, để tóc dài ra khỏi cái bát về. Mà ngày thứ hai mà sắp tới giờ chào cờ đó, ngày đó là ngày chào cờ, tự động ở nhà lấy cây kéo sở hai bên, miễn sao tóc nó qua khỏi cái lỗ tai là ok rồi. Bây giờ tức mình cạo luôn cho bà khỏi có la nữa. Thì Pháp Hòa kể như vậy để đây chúng biết rằng khi mình còn nhỏ, tự mình ở một cái cảnh như thế nào là tự mình phải vươn lên mình sống. Thì cuộc đời này nó cũng vậy thôi. Cho nên tịnh độ không phải là đợi chết mình mới đi một cái quốc độ nào đó kêu là tịnh độ. Nếu mình không lập tức đem cái tâm tu tập của mình để quán chiếu, để chuyển biến cái cảnh đó ra thành tịnh độ. Cái nhà mình dơ, không lẽ bỏ nhà đi vô khách sạn ở tại nó sạch, thì tự động phải biết clean up, dọn dẹp thế nào để nó gọn gàng để mình sống, vì nó là cái nhà của mình. Thế thôi. Đại chúng hiểu ý quá vậy. Kính xin thầy hoan hỷ giảng phẩm trợ đạo là gì. Khi thực hành chúng ta có cần phải qua 37 con đường hay không? Thưa đại chúng, đây là một phần là chuyên về Phật học. Trước hết là mình nói hai chữ trợ đạo. Chữ trợ là giúp, đạo là con đường. Thì khi chúng ta tu tập á, nghĩa là chúng ta đang chọn một con đường để mình tu. Và khi mình tu là mình cần có những cái sức trợ duyên cho mình. Ví dụ như khi mà mình đi lái xe, thì mình nói đơn giản là tôi lấy xe tôi đi chùa, nhưng mà thật sự trên chuyến đi đó nó cũng rất nhiều thứ nó trợ cho mình. Chẳng hạn như là nhớt, xăng, bánh xe. Nếu không có những cái đó thì chiếc xe mình không thể đi được. Và thậm chí dù có xe tốt mà con đường cũng phải có để mình đi, nếu không thì chúng ta không thể tới được. Như vậy thì trong cuộc sống này, như hồi trưa Pháp Hòa, hồi sáng Hòa có thưa đó, là chúng ta rất cần sự hộ trì.
Thì tu tập chúng ta cần những cái con đường để trợ cho mình, gọi là trợ đạo. Thì Đức Phật có giúp chúng ta 37 thứ để giúp cho con đường của mình đi. Bởi vì cuộc đời này bản chất là một thế gian của nhiều thứ khổ. Ví dụ như khổ khổ. Nói khổ khổ là sao? Có thân là đã cái khổ rồi. Rồi cộng thêm bệnh nhức đầu, sổ mũi, chóng mặt là khổ chứ gì nữa. Bản chất dù bình thường có thân là đã khổ rồi. Sao vậy? Trời nóng quá cũng khổ, lạnh quá cũng khổ, tóc dài quá cũng khổ, tóc ngắn cũng khổ, tóc nhiều cũng khổ, hỏng tóc cũng khổ, tóc lưa thưa cũng khổ, phải không? Tóc em dài em đi trong gió, tóc em ngắn em đi trong gió, tóc em không có em đi vô chùa. Quý vị biết bài thơ đó không? Tóc em dài em đi trong nắng, tóc em ngắn em đi trong mưa, tóc em lưa thưa em đi trong gió, tóc em không có em đi vô chùa. Thật ra nổi cái tóc thôi là đã khổ rồi, phải không? Chưa nói tới những cái khác. Cho nên khổ khổ là gì? Là có cái này đã khổ rồi, nó chồng thêm cái kia, đó là khổ khổ. Là chưa nói là hoại khổ. Hoại nó cũng khổ nữa. Tức là bây giờ mình cũng uống thuốc xương, mình cũng uống sữa đồ đàng hoàng, chứ mà sao tự nhiên tới giờ đó nó lỏng le lỏng lét lên hết rồi. Đi bây giờ run rẩy rồi, vân vân. Vậy thì bản chất là khổ. Và Đức Phật nói nguyên nhân nào mình khổ? Thật sự ra nói là khổ là tại mình không nhận nó, mình không chấp nhận nó, mình không có accept nó là mình khổ. Chứ còn mình nhận nó là mình không có khổ. Vì nguyên do của khổ là do mình tham, muốn trẻ hoài không có già, thấy không? Mà khổ nổi mà hỏng già lấy gì ăn tiền già? Cho mình mâu thuẫn nhỏ lắm. Tiền già thì muốn lãnh mà muốn già. Lấy tiền già làm gì vậy? Mua kem dưỡng già. Trời đất ơi. Thành thử ra biết là Phật bó tay bó chân như mình hết. Trợ là trợ giúp đó. Vậy thì cái nguyên nhân của khổ và con đường nào để mình hết khổ, thì trong đó Phật có đưa ra là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Bảy cái nhóm này cộng lại là thành ra 37 món. Thí dụ tứ niệm xứ là 4 rồi nè. Tứ niệm xứ là gì? Là 4 chỗ, 4 nơi để chúng ta thường quán niệm. Như là thân. Thân là cái thân xác mình. Thọ là cảm thọ. Tâm là cái tâm mình. Pháp là mọi hiện tượng sự vật. Nội mà chúng ta quán 4 cái đó thôi cũng đủ giúp cho mình tu nữa. Ví dụ quán thân đi. Giờ quán thân quán gì? Trời ơi, trước hết là quán bất tịnh. Quán bất tịnh. Quán bất tịnh là quán cái nhơ ở trên thân. Cho dù mình có mang dầu thơm lên mình để lên đó, là cũng gì? Cũng che lấp thôi. Chứ phía sau dầu thơm là một lớp khác. Thậm chí với cái nhìn sâu đó, chỉ cần sau lớp da này thôi. Sau lớp da này, hay các tổ thường nói lớp da của mình là một cái đẩy đựng các đồ tạp dơ. Bây giờ nếu mà cái da này nó tróc ra, tạp dơ nó tôn ra liền, máu, huyết, rồi đủ thứ liền. Cho nên đối với thân quán bất tịnh, đối với cảm thọ thì cảm thọ này luôn luôn nó vô thường, nó thay đổi, vui buồn bất thường lắm. Thì chữ thọ là gì? Là cảm thọ, là feelings. Và cái feelings này là không bao giờ nó stay, nó không bao giờ nó ở yên. Mới vừa quen thôi, lại khen trời ơi, nay đi chùa Phật độ quen chị nó dễ thương lắm. Chiều lại nó thôi, trời ơi giờ biết rồi. Giờ tôi gặp bà đâu tôi ném chết. Thấy không? Thọ, thân thọ. Rồi cái tâm của mình á, nó cũng thay đổi. Còn cái pháp là mọi hiện tượng sự vật.
Thương cũng lạm phát, ghét cũng lạm phát, giận lạm phát, bàn ghế nhà lầu xe hơi, tất cả nội quán đó thôi. Vậy mà nhờ quán thân thọ tâm, thân bất tịnh nè, thọ thị khổ nè, tâm vô thường nè, pháp vô ngã nè, là mình nói gọn đó. Chứ còn nếu từng cái mà các vị mà chuyên về cái đề tài này là các dài, có thể một cái thân thôi là giảng nhiều lắm. Nhờ ở đây Pháp Hòa nói gọn vậy đó. Quán thân là bất tịnh, quán thọ là khổ. Mà quý vị thấy thọ khổ không? Thọ là khổ. Ví dụ như giờ á, thương, thương cũng là một cái khổ. Tại vì người đó không thương lại cái mình u sầu, rồi mình ngồi mình than: bây giờ tôi chẳng có tin, trong nhân gian có kẻ chung tình. Mình thương người ta rồi người ta không thương lại cái mình một tháng. Là thương cũng là một loại thọ, thọ là cảm, thọ là một khổ. Mà ghét là khổ đó, ghét cũng là một loại khổ. Mà giờ không vui không ghét cũng không được. Tại vì thật ra mình giữ cái trung tính cũng không có sao, nhưng mà cái trung tính đó là không vui không buồn á, nó cũng vô thường, chứ nó cũng không ở mãi đâu. Thành nữa ra thọ nó cũng có ba dạng: thọ vui, thọ buồn, thọ không vui không buồn. Nhưng mà cái không vui không buồn là cái trung tính thì nó vẫn là vô thường, là bởi vì nó thay đổi. Hỏi sao cái gì vui không anh? Bình thường. Nhưng mà lát ra mất đôi giày cái giờ tôi bất thường rồi nè. Là cái bình thường nó cũng không ở yên. Thân thọ tâm pháp. Như vậy thì trong 37 phẩm trợ đạo, mình không nhất thiết phải thực hiện đủ hết 37 thứ. Chỉ cần mình chọn một cái nào đó, nó cũng đều giúp cho mình, trợ duyên cho mình trên con đường tu hết. Ví dụ như mình chọn bát chánh đạo, hay là mình chọn thất bồ đề phần. Quý vị biết thất bồ đề phần đó là trạch pháp, tinh tấn, niệm, hỷ, khinh an. Mình chọn cái đó thì cũng giúp cho mình tu được. Cho nên nói là 37 bổng trợ đạo đó là để rộng cho mình chọn. Chứ còn thật ra mình chọn một cái nào, một pháp đó cũng đều giúp cho mình được hết. Quý vị muốn biết cái này á, quý vị đi tìm cái bộ Phật học phổ thông. Thấy không? Thì Phật học phổ thông á, do Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Ngài soạn đó, đầy đủ trong đó hết. Và khi mà Ngài nói về tứ diệu đế là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, thì qua tới cái phần đạo đế đó thì Ngài đưa ra 37 phẩm trợ đạo này để giúp cho mình làm sao tu tập trong cái tứ diệu đế này. Cho nên cái pháp tứ diệu đế là cái pháp rất là, cái bài pháp rất là cần thiết cho tất cả chúng ta sống ở đời, hay là một người Phật tử muốn học. Chứ thật, nhưng mà thật ra tứ diệu đế không riêng cho Phật tử học đâu. Tất cả con người, ai mà muốn thấu hiểu cuộc đời này, muốn rõ bản chất của cuộc đời này thì đều có thể học hết. Giờ hết khổ chưa? Cái bình bông nó choáng mắt cũng thọ thì khổ. Không, đúng vậy. I like it. Làm luôn bên này đi. Trước tiên con xin rất biết ơn những lời dạy quý báu của Thầy, và chúng con luôn kính chúc Thầy được nhiều sức khỏe. Vì bon chen cuộc sống hàng ngày nên con tranh thủ trì chú Đại Bi mọi lúc mọi nơi, khi lái xe cũng như những lúc trong công việc hoặc sau khi công việc xong. 10 giờ có khi 11 giờ tối, vậy con có thể ngồi xuống trì chú vào giờ đó được không Thầy? Có người nói không nên tụng kinh vào giờ đó vì con có thể sẽ kêu gọi cõi âm. Sợ ấn ấn sừng sống quá. Lòng thành con tha thiết xin Thầy giảng dạy cho con biết con nên làm sao cho đúng. Thầy là người đã khai tâm cho con khi tâm con rất mệt mỏi, và Thầy cũng là người đã dẫn dắt cho con trên đường đạo. Con rất diễm phúc
Được diện kiến thầy. Thưa đại chúng, câu hỏi là đi làm về khuya quá, ngồi trước bàn Phật tụng kinh được không? Có vị nói là không nên vì kêu gọi người âm. Thưa đại chúng, mình tụng 11 giờ đêm của mình ở đây là Việt Nam đang 1 giờ trưa, chỗ khác đang giờ khác, không có sao hết. Nếu nói âm giờ nào cũng có âm hết á, phải không? Thật sự không có kêu gọi ai hết á. Mà nếu mà có kêu gọi họ tới không nghe, mình tụng cũng tốt thôi. Nhưng mà thật sự là không. Mình tụng kinh là giây phút đó là mình mượn một bài kinh để mình định cái tâm của mình, mình giúp cho mình một ngày tăng trưởng cái niệm thiện trong lòng. Rồi sau đó mình đem cái tâm thiện lành mình, cái công đức, cái công phu tu tập này, mình hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, có âm có dương. Và thật sự khi mà người mình tụng như vậy, mà cho dù có người nào đó đến nghe, thì họ đến nghe pháp chứ có làm gì mình đâu. Bây giờ mình tụng mà cái câu hồi hướng của mình là phổ nguyện âm siêu, vậy người âm không tới nghe lấy gì họ siêu, người dương không tới nghe lấy gì họ thới. Cho nên mình hồi hướng âm siêu dương thới là đúng. Mà vì họ có mặt cho nên mình mới nguyện cho âm siêu dương thới. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ mình tụng kinh mà triệu người âm về, vì người âm đó họ nghe kinh họ tới, vậy mình mở nhạc có triệu âm về không? Có nhiều nhạc, nhiều âm nó cũng thích nhạc lắm chứ bộ. Đó, nhi nhất là những cái bài hát nhạc tình sầu khổ mình hát lên thì cũng có những người âm họ thích vậy. Đó, tại sao mở nhạc không sợ âm vô, mở kinh là sợ âm? Không có. Mà nếu có đi nữa thì họ đến họ nghe pháp. Mình tụng cái bài Trời Atula nhớ không? Trời Atula dạ xoa thải, đến nghe pháp đó nên chí tâm, ủng hộ đạo Phật cho thường tồn, mỗi vị xuyên tu lời Phật dạy. Bao nhiêu người nghe đến chốn này, hoặc trên đất liền hoặc hư không, thường với người đời sanh từ tâm, ngày đêm tự mình nương pháp ở. Nguyện các thế giới thường an ổn, vô biên phước trí lợi quần sanh. Bao nhiêu tội nghiệp đều tiêu trừ, vĩnh ly các khổ lìa đều về viên tịch. Hằng dùng giới hương so vóc sáng, thường trì định phục để giúp thân. Đó là bài chú hộ pháp mình tụng để mình mời chư thiên hộ pháp để nghe pháp. Mà mình còn khuyến họ nữa sao? Đến nghe pháp đó nên chí tâm, ủng hộ Phật pháp cho trường tồn. Đâu có gì sai mà cũng đâu có gì không tốt. Con nghe thầy cùng những thầy khác giảng, thường hay nhắc đến kinh Pháp Cú, con chưa bao giờ biết đến kinh này. Vậy xin thầy, vậy kinh này có khó hiểu không? Và thỉnh kinh này ở đâu? Trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Bây giờ trên Internet á, có đủ các dạng kinh Pháp Cú. Pháp là lời dạy của Phật, là chân lý, là lẽ thật. Cú là câu, những câu pháp rất thật, rất chân lý, gọi là Pháp Cú. Ngày xưa kinh Pháp Cú rất là nhiều, mà thật sự Đức Phật không có nói một cái quyển kinh nào tràn lan một lô Pháp Cú hết, mà tùy mỗi hoàn cảnh Phật nói một câu, rồi các vị mới gom các câu đó lại, gom lại các trường hợp để thành một quyển kinh và đặt tên là Kinh Pháp Cú. Mà bây giờ sau một thời gian lọc, bỏ bớt những câu dư trùng lập, thì nó đã trở thành một quyển kinh Pháp Cú gồm 423 câu. Và nếu quý vị muốn chọn kinh Pháp Cú bằng văn xuôi cũng có, bằng văn thể thơ cũng có. Ví dụ như Hòa Thượng Thiện Siêu, ngài có dịch quyển kinh Pháp Cú nguyên tác từ chữ Hán bằng một câu văn xuôi. Ví dụ ngài dịch câu là: tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ và tạo tác. Nếu người nào nói hay hành động bằng cái tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta như con vật kéo xe. Thì đó là câu trường, câu văn xuôi. Bây giờ câu gọn nè, bằng một thể thơ. Tâm làm chủ tạo tác,
Tâm làm chủ các pháp, tâm làm chủ tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta như con vật kéo xe. Đó là kinh Pháp Cú. Rồi quý vị cũng sẽ có một quyển kinh Pháp Cú nữa là Trích Tích Truyện Kinh Pháp Cú. Nghĩa là bây giờ người ta lấy một câu Pháp Cú đó ra và người ta giải thích cái câu đó nghĩa là gì, và câu chuyện nào, lý do nào Đức Phật nói câu đó. Qua chừng ở trên Internet, quý vị có thể chỉ cần bấm Kinh Pháp Cú là hiện lên hết. Kinh Pháp Cú có chỗ gọi là Kinh Lời Vàng, vân vân. Và bây giờ Kinh Pháp Cú là một bản kinh được dịch ra rất nhiều thứ tiếng. Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Việt, tiếng Hoa và rất nhiều thứ tiếng khác. Bởi vì sao? Bởi vì Kinh Pháp Cú rất là gãy gọn, dễ nhớ. Và Phật tử theo Nam Tông, gọi là Nam Truyền Phật Giáo đó, phần lớn Phật tử là phải thuộc một số câu Kinh Pháp Cú. Và thậm chí có vị thuộc hết luôn á. Tại vì sao? Tại vì mỗi sự sống của chúng ta mỗi ngày nó đều ứng dụng được Kinh Pháp Cú hết. Ví dụ, người ta khen chê mình vui buồn, gọi là lên xuống quá chừng theo cái khen chê, thì mình sẽ nhớ một câu Kinh Pháp Cú. Như hòn đá kiên cố, không gió nào lay động, người trí cũng như thế, không lay động giữa khen chê. Trong khi mình bị người ta khen chê, mình buồn, mình vui, câu Kinh Pháp Cú đó đi ra giúp cho mình chuyển hóa cái vui buồn của mình. Mình hận thù người kia quá, do người đó chửi mình, mắng mình đủ kiểu, thì Kinh Pháp Cú đi ra. Nó mắng tôi, chửi tôi, nó nói tôi, mạ lị tôi. Ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Ngược lại, nó mắng tôi, chửi tôi, nó mạ lị tôi. Ai không nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào. Cũng vậy, tâm khéo tu, não phiền không xâm phạm. Như mái nhà vụn lợp, mưa ắt sẽ lọt vào. Cũng vậy, tâm không tu, não phiền sẽ quấy nhiễu. Đó là Kinh Pháp Cú. Cho nên quý vị nào mà thuộc Kinh Pháp Cú thì cuộc sống này mỗi ngày chúng ta sẽ có một đối tượng để chúng ta gặp, và Kinh Pháp Cú sẽ đi ra làm một cái pháp hướng dẫn mình. Cho nên mình không niệm Phật thì mình niệm Pháp. Niệm Phật là lâm râm nam mô gì đó, Phật gì đó. Còn mình niệm Pháp là mình nhớ kinh, nhớ những bài kinh. Ví dụ quý vị thuộc mấy câu kệ cũng tốt vậy. Lặt rau nè, lúc mình lặt rau nè. Mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi, vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống. Khi mình lặt rau đọc bài kệ đó. Khi mình tưới rau ngoài sân, ngoài vườn. Tôi gửi tôi cho đất, đất gửi đất cho tôi. Tôi gửi tôi cho Phật, Phật gửi Phật nơi tôi. Mình quét nhà, mình đọc kệ lên. Đẹp thay sự quét dọn, tịnh nghiệp ngày thêm lớn. Đi đổ rác, một thùng rác bẩn, một bông hồng tươi, muôn vật chuyển hóa, thường trong vô thường. Đổ rác dơ mà không thấy nó dơ, tại vì mình thấy trong dơ có sạch, trong sạch có dơ. Vậy thì niệm Pháp, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Vậy là Kinh Pháp Cú là vậy đó. Và quý vị, nếu lỡ quý vị nào không biết tra Google nữa như quý bác đó, thì quý bác có thể email về chùa Trúc Lâm xin Kinh Pháp Cú, thì bên chùa sẽ gửi cho mình quyển này. Đặc biệt cho quý bác lớn tuổi thôi, mà bây giờ nhiều bác cũng hay lắm, rất là high tech đó, chứ không phải low tech đâu. Kính bạch thầy, câu cuối nha. Chúng con ngưỡng mộ thầy đã lâu, con chúc thầy sức khỏe dồi dào để tụi con nghe thầy thuyết pháp đều đều. Con xin hỏi, nếu con nói với chị bạn là đi nghe thầy, chị ấy nói thầy không có gì đặc biệt. Con nghe mà giận ghê. Binh binh binh. Thầy cho con hỏi là phải làm sao? Con chỉ nói là con yêu thích thầy, không cần biết là có gì đặc biệt hay không. Này là khi đã yêu còn lo sợ gì? Gặp thầy là con hạnh phúc rồi.
Nhưng con phải làm sao để thầy đặc biệt với chị như là con? Đây là một chủ đề lớn nha. Mình muốn thầy đặc biệt làm sao? Thật sự ra thầy bình thường là đã đặc biệt rồi. Còn nếu mà thầy đặc biệt kêu bất thường. Hồi nãy quý vị nhớ không? Phật có bất thường không? Bất bình thường. Phật đến cuộc đời này bình thường, Phật đi bình thường, gọi là Như Lai. Nếu mình là con Phật mà mình bất thường thì mình không lẽ mình tu hậu nó lạc. Phật bình thường thì mình cũng là bình thường. Và chính mình bình thường cho nên mình mãi mãi thường. Còn nếu mình quá phi thường thì có ngày mình bị lạc thường. Và đôi lúc nào đó người ta không còn coi mình đặc biệt bình thường nữa, cái người ta mình đem mình xuống bình thường. Thôi mình cứ bình thường ngay từ mức sơ sanh cho đến khi mình chết mình cũng bình thường, thì mình mới mãi mãi bình thường. Được không? Có một chú tiểu đó, chú nói chuyện với một chú Phật tử trong chùa. Ông mới ngọn than: tôi chán đi chùa này lắm, ai cũng coi tôi thường hết. Cái chú tiểu nói: ai mà coi chú thường là người đó không được rồi đó. Chú bất bình thường quá. Ông không suy nghĩ. Ngày hôm sau ông suy nghĩ kịp câu nói đó rồi, ông chạy vô ông rượt chú tiểu chạy: tại sao chú dám nói tôi bất thường? Phải không? Cho nên á, quý vị nhớ, chư tổ cũng thường dạy. Có lần có người đến hỏi đạo ngài Lục Tổ, hỏi bạch ngài: thế nào là đạo? Ngài trả lời sao? Tâm bình thường là đạo. Mình có ăn không? Mình cũng ăn, rồi cũng đi bình thường. Nếu ăn mà nó không đi kêu bất thường. Uống mà nó không đi kêu bất thường. Phải không? Ồ, thầy rất bình thường. Ăn rồi đi. Tới giờ buồn ngủ, đi ngủ. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên. Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà sẵn báo khỏi tìm kiếm. Đối cảnh vô tâm khỏi hỏi thiền. Đạo là gì? Đạo vốn không nhan sắc, mà ngày thêm gấm hoa. Trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà. Nếu mình đã được cái tâm bình thường của đạo, ngồi đâu cũng đạo. Ví dụ ngồi thiền trong bản môn, dây nào cũng thành đạo, cội nào cũng bồ đề, tòa nào cũng đa bảo. Quý vị nhớ, pháp sư Ngộ Đạt là một vị quốc sư được kính trọng, và người ta đã bày cái chỗ ngồi quá phi thường cho ông ngồi, như là một cái ghế trầm hương. Khi ông ngồi lên ghế trầm hương, ông tự mãn, tự cao, và ông nghĩ rằng ông đã đạt được tới danh vọng này. Mọi người quỳ xuống lại vì ông nghĩ rằng mình là quốc sư. Cái giây phút khởi tâm đó tổn phước, nghiệp báo tới liền. Ngài bị một mục ghẻ báo oán trên thân ngài. Đó là cái tích từ cái câu chuyện mà có lý do, mà có cái quyển Từ Bi Thủy Sáng. Thế thì bây giờ hỏi tất cả chúng ta, mình có muốn là người bình thường không? Bình thường. Quý vị biết cái bài hát Quang Dũng hay hát không? Yêu em vì biết đó chính là em. Nếu em không phải em là cái gì sao anh dám yêu? Thành thử ra bình thường thôi. Thành thử là thầy bình thường là đúng, mà không phải riêng thầy. Thầy nào bình thường là được. Tại vì sao? Chính cái bình thường mình ngồi đó nó mới không cực. Phải không? Mình ngồi chỗ nào cũng bình thường nó nguy hiểm. Mình nói những điều không bình thường nguy hiểm. Cứ bình thường thôi.
mỗi ngày vẫn ăn uống bình thường, ngủ nghỉ bình thường, nói pháp bình thường, tu tập bình thường. Mình ở ở ngáp ngáp cái nói mình bất thường. Là nữa thôi, đại chúng mình nhớ cái bài nãy Hòa nói phải không? Phật pháp bao gồm 8 vạn tư, tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Như đó là gì? Như vậy mà sống, mà tu, mà thành được những gì mình làm. Vì không, nếu nó không như vậy thì cái quả nó cũng sẽ là không như vậy. Cái người đó họ chê mình khùng, không sao. Ờ, tôi khùng, khùng mà biết văn mùng chải chiếu. Nói anh khùng quá. Ờ, khùng mà biết hủ tiếu bún riêu. Anh càng khùng hơn. Dạ, khùng mà biết yêu, khùng biết văn mùng chải chiếu, khùng mà biết ăn hủ tiếu bún riêu, khùng mà biết yêu. Vậy có thiệt khùng không? Không. Cho nên ai gặp mình hỏi sao lúc này chị có gì đặc biệt không, nói sao? Bình thường. Rồi lỡ mà cuộc sống mình nó sóng gió, nó bất thường, nó sao? Tôi chỉ mong mình là bình thường thôi. Bình thường hết nha. À, để cho mọi người thấy mình thường. Và đại chúng, bây giờ mình hết giờ. Phó Hòa xin hẹn đại chúng sáng ngày mai.